Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ. Tập 134. Chương 1331. Trung cực chỉ là con mồi một. Oanh, trong chớp mắt ấy, bầu không khí bên trong giảng đường như muốn nổ tung. Từ sớm trước khi giáo sư Bạch nói ra câu cuối cùng này cũng đã có người dự cảm ra được ông ta định nói gì rồi. Bọn họ đều cảm nhận được một loại sợ hãi không có cách nào hình dung được. Mà mãi cho đến khi ông ta thực sự nói ra những lời ấy, thậm chí còn có người trong nháy mắt sợ tới mức sắc mặt trở nên trắng bệch. Đúng vậy, phương thức buộc chặt, dù cho lý luận có được hay là không, nhưng cũng tất nhiên là không đủ khả năng. Bởi vì giữa người với người mà nói, không có khả năng đạt tới mức độ thấu hiểu và hợp tác toàn diện. Vậy thì phải làm sao mới có thể giải quyết được vấn đề này? Đương nhiên chính là cắn nuốt. Nếu như đã chú định rằng người có năng lực bắt buộc phải có được 6 biểu hiện năng lực ở 6 mặt còn lại mới có khả năng chạm đến mặt trung cực mặt mà nói, vậy thì chỉ cần có một phương pháp có thể cho bọn họ cắn nuốt những năng lực khác xuất hiện thôi, thì tất nhiên sẽ xuất hiện vô số những người có dã tâm khắp nơi săn giết những người có năng lực cùng tổ hợp, cắn nuốt và giết chóc lẫn nhau. Sau đó từ trong 7 người chỉ còn lại một người duy nhất. Nếu thật sự là như vậy, thế giới này sẽ biến thành dáng vẻ như thế nào? Là chiến trường của những cuộc đua cho những người có năng lực đuổi giết lẫn nhau. Mà một thế giới hỗn loạn rách nát vốn chỉ kéo dài hơi tàn bên dưới trăng đỏ làm sao có thể chịu đựng nổi loại lăn lộn này chứ? Mà trong nháy mắt này, không biết đã có bao nhiêu nghiên cứu viên giơ thật cao cánh tay của mình lên. Có vô số cánh tay giơ lên cũng đại biểu cho vô số những nghi vấn cùng với những lo lắng của bọn họ. Nhưng cũng vào lúc này đây, giáo sư Bạch lại không hề để cho bất cứ một người nào đứng lên nói chuyện. Ông ta chỉ nói, tôi hiểu rằng trong lòng của mọi người có sợ hãi. Cũng biết mọi người đang lo lắng cái gì, thế nhưng tôi hy vọng mọi người có thể làm một nghiên cứu viên chân chính, đừng để cho sợ hãi làm ảnh hưởng đến tâm trí. Tình huống như vậy, tất nhiên là sẽ xuất hiện, chúng ta chỉ là phỏng đoán nó ra trước mà thôi. Hiện tại, cục diện săn giết lẫn nhau vẫn còn chưa xuất hiện. Ít nhất thì vẫn chưa xuất hiện trong phạm vi lớn, nhưng theo tôi được biết, trên thế giới này đã sớm đã có một số tổ chức đang làm như vậy. Loài người khi phải đối mặt với những tình huống không có đường lui như vậy, có đôi khi cũng sẽ hợp lại thành lực lượng khủng bố. Bọn họ chẳng sợ vẫn chưa thể hiểu được sự khác biệt giữa những trình độ năng lực ở mỗi một cấp bậc khác nhau, nhưng cũng sẽ đoán được bản chất. Nói dứt lời, ánh mắt của ông ta nhìn về phía một người, bên trong giảng đường. Là người có vóc dáng cao nhất. Đó là chó trông cửa. Gã ta đang mặc một cái áo khoác lông màu đen, mang mũ lưỡi chai, khẩu trang, bao bọc bản thân đến mức kín mít. Cũng giống như thực nghiệm của ý tưởng gián liền. Năng lực đã sớm có người bắt đầu nghiên cứu từ hơn 20 năm trước rồi. Tuy rằng trước đó dưới sự phản đối cực kỳ gắt gao đối với những viện nghiên cứu cấm, phần lớn những phòng thí nghiệm đều đã bị thanh trừ. Thế nhưng mọi người thật sự tin tưởng sẽ không có ai tiếp tục nghiên cứu về thứ này hay sao? Những lời này khiến cho rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía chó trông cửa. Những nghiên cứu viên cao cấp đều biết rõ về chó trông cửa, gã ta là một người chạy ra từ phòng thí nghiệm cấm. Người khác thì chỉ có một loại năng lực, gã ta lại có ba loại. Mà hai loại năng lực còn lại chính là dùng phương pháp tàn nhẫn cắn nuốt rồi sau đó dán liền lên trên người gã ta. Dưới ánh mắt của mọi người, thân thể to lớn của chó trông cửa như đang phát run lên nhẹ nhẹ, không biết là do gã ta đang tức giận hay là đang sợ hãi. Cho nên, loại cục diện đuổi giết lẫn nhau này nhất định sẽ xuất hiện. Giáo sư Bạch đứng trên bục giảng tiếp tục chủ đề, ông ta nói, hiện tại nguyên nhân gây ra hạn chế cho những người này không thể làm được những điều kia. Cũng không phải là do tính toán hay quy tắc gì, mà là bởi vì nhóm người bọn họ hiện tại vẫn chưa thể phân biệt được năng lực của bản thân rốt cuộc là thuộc nhóm tổ hợp năng lực nào. Có rất nhiều năng lực nếu chỉ nhìn ở bề ngoài thì có rất nhiều điểm tương đồng, nhưng bản chất lại thuộc về những nhóm năng lực hoàn toàn khác nhau, rất khó phân biệt. Không có cách nào phán đoán ra năng lực của người khác là gì, vậy cũng sẽ không có cách nào săn đuổi. Thế nhưng hiện tại tất cả các tổ chức lớn đều yêu thích việc nghiên cứu mô hình sức mạnh tinh thần. Hơn nữa đã có rất nhiều người cũng đã phát hiện ra bản chất của sức mạnh tinh thần.
Đó là mặt biểu hiện sức mạnh tinh thần không giống nhau ở trên 7 phương diện trên con người của 13 loại trung cực. Hơn nữa dựa trên mô hình này, có thể phỏng đoán ra đại thể năng lực đặc thù. Tuy rằng vẫn chưa thể đủ chuẩn xác, nhưng theo nghiên cứu được đẩy mạnh, đây là điều chắc chắn có thể nghiên cứu ra. Tới lúc đó, nếu như lại có người nghiên cứu ra bí mật cắn nuốt và dán liền này. Ha ha, vậy toàn bộ thế giới này đều sẽ biến thành chiến trường đuổi giết ở bên dưới trăng đỏ, tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi. Ong ong ong, những âm thanh khe khẽ ở trong giảng đường lập tức đã đạt tới cực hạn, mỗi người đều đang thảo luận, đang dò hỏi ý kiến lẫn nhau. Mà sau khi thảo luận xong, ánh mắt của mỗi người trong số bọn họ đều trở nên có chút tuyệt vọng. Dường như, điểm này là không cách nào tránh khỏi. Đối với mô hình sức mạnh tinh thần, quả thật vẫn luôn được đặt trong tiến trình nghiên cứu, hơn nữa cũng xác thật càng ngày càng rõ ràng. Nếu như có một ngày, mô hình như thế này bị người ta phỏng đoán ra, cũng phán đoán ra điểm đặc thù của mỗi một người có năng lực một cách chính xác. Vậy thì ai có thể đảm bảo mô hình đáng sợ này sẽ không bị người ta tiết lộ ra bên ngoài? Nếu như tiết lộ điều này ra ngoài, có ai có thể đứng ra bảo đảm rằng sẽ không có người nào dựa theo mô hình này là đi chém giết người khác đây? Còn về phương pháp cắn nuốt và dán liền lại, đây đương nhiên cũng là điều kiện tất yếu. Thế nhưng điều mà làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng nhất đó chính là chỉ e rằng phương pháp như thế đã sớm bị người ta nghiên cứu ra được nhỉ? Cắn nuốt sau đó dán liền lại, vốn dĩ chính là mục tiêu cấm kỵ mà cả đám người theo đuổi trong phòng thí nghiệm ở khắp các khu vực. Chó trông cửa chính là một ví dụ cực kỳ điển hình. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1332, trung cực chỉ là con mồi hai. Chỉ có duy nhất một phương pháp này thôi sao? Phía dưới lại có người cao giọng mở miệng, là chuyên gia thần bí học viên Cần Cần. Lúc này, thậm chí là câu hỏi dò của cô ấy cũng không thể thu hút lại sự chú ý của mọi người đặt trên người của giáo sư Bạch. Cũng là có, giáo sư Bạch nhẹ giọng mở miệng, lúc này mới lập tức hấp dẫn được lực chú ý của mọi người. Mỗi một người, thậm chí đều mang theo sắc mặt có chút khẩn cầu mà nhìn về phía giáo sư Bạch đang đứng ở trên bục giảng. Xác thật có một phương pháp còn cao hơn người có năng lực buộc chặt, cũng có thể tránh cho những màn săn giết lẫn nhau cực kỳ thảm trọng. Giáo sư Bạch nhẹ giọng nói, đó chính là săn giết trung cực. Bên trong toàn bộ giảng đường bỗng xuất hiện một bầu không khí hoàn toàn không giống với trước đó. Vừa rồi là mọi người cảm giác được khủng hoảng, hiện giờ lại bỗng nhiên giật mình ở đương trường, mê mang mà chớp nháy đôi mắt. Trung cực là một loại lây nhiễm, cũng là loại. Giáo sư Bạch dừng một chút, mới nói. Lây nhiễm mạnh nhất trước mắt mà chúng ta đã biết. Thế nhưng, trung cực cũng là đại diện của sức mạnh, chúng nó là mạnh mẽ nhất, cũng là sức mạnh thuần túy nhất. Cho nên, nếu như có thể săn giết trung cực, vậy thì có thể chiếm đoạt được sức mạnh của chúng nó, có được sức mạnh của chúng nó. Vậy thì cho dù là người có năng lực như thế nào đi chăng nữa cũng đều có khả năng phá vỡ giới hạn con người của bản thân người đó. Có thể chạm tới mặt bản chất của năng lực tự thân, thậm chí có thể coi đây là khởi điểm, không ngừng nâng cao năng lực. Mãi cho đến khi người đó bước được lên bậc thang thứ 5, trở thành phàm nhân siêu thoát, một trung cực mới. Trong phòng hội nghị im ắng cực độ, thật lâu sau cũng không có người nào mở miệng. Không phải bởi vì bọn họ không có nghe hiểu những lời giáo sư Bạch nói, mà là bởi vì bọn họ nghe hiểu. Đúng là bởi vì nghe hiểu, cho nên mới hoảng sợ đến mức nói không ra lời. Giáo sư Bạch vừa mới nói gì cơ, thật sự là săn giết trung cực sao? Sức mạnh tinh thần bên trong trung cực, ở rất nhiều ngữ cảnh, đều chính là thứ được gọi là thần nhỉ. Ông ta muốn săn giết thần linh. Tôi biết khi bất thình lình nghe thấy vấn đề này, mọi người sẽ đều cảm thấy có chút không thể tin được. Giáo sư Bạch đứng ở trên đài, nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào những người đang mang nét hoảng sợ trong giảng đường. Nhàn nhạt cười một chút, nói, thế nhưng tôi hy vọng mọi người có thể suy nghĩ thấu đáo vấn đề này nhanh hơn một chút, săn giết trung cực. Dường như chính là con đường nguy hiểm nhất, nhưng thật ra lại chính là con đường duy nhất mà nhân loại có thể lựa chọn. Lùi một bước mà nói,
Cho dù mọi người có không muốn săn giết Trung Cực chẳng lẽ cũng sẽ buông tha cho mọi người hay sao? Đối mặt với nghi vấn đầy mặt của đám nhà nghiên cứu cùng nhóm người có năng lực kia, giáo sư Bạch nhẹ nhàng lắc đầu, đưa ra tổng kết cuối cùng. Nói xong hai vấn đề này, ông ta bèn đi từ trên bục giảng xuống dưới, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trong giảng đường. Chậm rãi đi tới bên cạnh Lục Tân, vì thế ba người Lục Tân, Oa Oa, Bích Hổ đều đồng thời ngẩng đầu, khẩn trương nhìn về phía ông ta đang đứng. Giáo sư Bạch trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói với Bích Hổ một câu, cậu đi ra ngoài trước đi. Trên khuôn mặt của Bích Hổ lộ ra biểu cảm ngơ ngác. Giáo sư Bạch nói, vừa rồi khi tôi nói về vấn đề quan trọng như thế, cậu lại luôn lén làm việc riêng, nhìn trộm con gái nhà người ta. Đi ra ngoài, Bích Hổ phát ngốc, nhanh chóng đứng lên, dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người trong giảng đường, ưỡn ngực đi ra ngoài. Sau đó giáo sư Bạch lại nhìn về phía Oa Oa. Oa Oa ngây ngốc nhìn giáo sư Bạch, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng lại, cọ tới cọ lui rồi đứng dậy, cúi đầu đi ra ngoài. Cô bé cùng với Bích Hổ một trái một phải đứng ở bên ngoài giảng đường, lặng lẽ duỗi đầu nhìn vào bên trong. Nhìn trái nhìn phải một hồi, cũng chỉ còn lại mình anh thôi. Lục Tân chợt cảm thấy do dự, không biết có phải bản thân anh cũng nên chủ động đi ra ngoài hay không. Nhưng cũng đúng vào lúc này, giáo sư Bạch nhẹ nhàng ấn lên bờ vai của anh một cái, ý bảo anh hãy ngồi cho ổn định, thoải mái. Ông ta nhẹ giọng nói, cậu là muốn biết bản thân mình phải làm gì để có thể nâng cao năng lực hơn phải không? Lục Tân hơi ngẩn ra một chút, chậm rãi gật gật đầu. Lần kiểm tra sức khỏe này của anh, vốn dĩ chính là để giải quyết vấn đề này. Có điều, trước kia ngay cả mẹ của anh cũng lo lắng rằng, Thanh Cảng có lẽ cũng sẽ không thể nào hiểu được phải làm gì để soi đường chỉ lối cho anh. Hai việc tôi vừa mới nói đây là nhằm vào nghi vấn của mọi người. Giáo sư Bạch hòa ái mà nhìn Lục Tân, nhẹ giọng nói, chuyện thứ ba chính là nhằm vào cậu. Cậu không giống với những người khác, vốn dĩ đã không cần chậm rãi phát triển, từ từ đi lên bước qua từng nấc thang một như những người có năng lực khác. Cậu thậm chí còn không vướng phải cực hạn của con người. Ông ta chậm rãi nhìn Lục Tân, dường như đang rất cố gắng để những lời mình nói được rõ ràng hơn. Cũng có thể nhìn ra, khi ông ta nói ra đáp án này là vô cùng nghiêm túc, cũng cực kỳ thận trọng, vốn dĩ cậu đã có được trình độ sức mạnh vô cùng to lớn, cho nên cậu bắt buộc phải nhận thức rõ bản chất và cội nguồn của bản thân. So với việc thu thập một số năng lực loại khác, hay là đi khai phá thêm sức mạnh của những năng lực đã có, chi bằng ngẫm lại, phải làm như thế nào để có thể hoàn toàn nắm giữ bản chất tự thân, đồng thời phát huy ra sức mạnh của nó. Nghe ông ta nói như thế, trong nháy mắt Lục Tân đã nghĩ tới những hạt màu đen. Trong lòng anh không khỏi động theo một cái, theo bản năng nói, vậy làm cách nào mới có thể nắm giữ bản chất một cách tốt hơn nữa? Vấn đề này, giáo sư Bạch cười cười, nói, so với việc đi hỏi người khác, không bằng hỏi chính bản thân cậu một chút đi. Ngay từ đầu, cậu đã làm như thế nào để nắm giữ được những bản chất mà người bình thường không bao giờ làm được, hơn nữa còn có thể chịu tải được nó đây? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1333, Bí Mật Của Khóa Học Này 1. Vấn đề này khiến cho Lục Tân chợt giật mình tỉnh ra. Trong đầu anh hiện lên rất nhiều những hình ảnh trong quá khứ, còn có những cảm xúc cực kỳ rõ ràng. Ví dụ như lúc ở trong trại trẻ mồ côi, anh luôn trong trạng thái không thể hiểu được tâm trạng của người khác, lần đầu tiên cảm nhận được thống khổ, lần đầu tiên cảm nhận được áy náy. Bởi vì sợ hãi mà nỗ lực học tập của người khác, những năm tháng nỗ lực quá mức làm cho bản thân trở nên chán trường, chúng nó cũng sẽ chậm rãi trở nên rõ ràng. Vấn đề sức mạnh của người khác là làm sao có thể phá vỡ cực hạn, tiến vào bậc thang thứ 5. Giáo sư Bạch ôn tồn dặn dò, nói, mà cậu, vốn dĩ đã nằm trên bậc thang số 5 rồi, thậm chí còn có được một số đồ vật siêu việt ở bậc thang số 5 nữa. Cho nên, cậu chỉ cần để cho bản thân hiểu thật rõ ràng bậc thang thứ 5, để có thể tạo ra tinh thần nội tại càng tốt hơn nữa. Thứ mà cậu bắt buộc phải hiểu được, mỗi người đều có tinh thần nội tại của mình. Chỉ cần bên trong tinh thần của cậu đủ mạnh mẽ, đủ kiên định,
vậy cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị sai hỏng, có thể nắm giữ được sức mạnh tinh thần càng cường đại hơn. Bên trong tinh thần là chỗ dựa vào duy nhất để chống lại ô nhiễm, mà thần tính cũng là một loại ô nhiễm. Cho nên, ông ta cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của Lục Tân, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng cổ vũ khích lệ, đừng sợ hãi bất cứ một điều gì cả. Cũng đừng sợ hãi sức mạnh thần tính khủng bố sẽ hủy hoại cuộc sống của cậu, cũng đừng sợ hãi bản thân cậu sau này sẽ biến thành dáng vẻ xa lạ đến mức chính cậu cũng không nhận ra bản thân mình. Càng không cần lo lắng sự truy đuổi của bản thân đối với thần tính, sẽ làm cho bản thân mất đi phần nhân tính mà bản thân không dễ dàng với có được này. Nhân tính và thần tính không phải bên này giảm rồi bên kia tăng, chúng nó hỗ trợ lẫn nhau, chỉ có nhân tính càng trở nên lớn mạnh hơn nữa mới có thể chịu tải được sức mạnh của thần không có điểm cuối. Những lời giáo sư Bạch nói khiến cho trong lòng Lục Tân trong nháy mắt sinh ra sự mơ hồ vô tận, chợt lại có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Anh đột nhiên sinh ra một cảm giác thật quái dị. Giáo sư Bạch dường như thực sự có thể nhìn thấu được nội tâm của anh, nhìn ra sự mơ hồ thật sâu bên trong anh, có một số vấn đề, cho dù là chính bản thân mình, trước kia cũng không có cách nào thấu hiểu triệt để được như thế, nhưng vào lúc này, lại bởi vì những lời mà ông ta nói, lại được đẩy ra lớp sương mù một cách chậm rãi. Thật sự đơn giản như vậy sao? Đúng vậy, có một số vấn đề, bản thân mình thực sự không hiểu được. Nhưng khi người khác đến nói với anh, bản thân anh sẽ ngay lập tức hiểu ra, quả thực chính là như thế này. Một đáp án sai lầm sẽ không khiến cho bản thân mình cộng hưởng đến như thế. Vào thời điểm giáo sư Bạch nhẹ nhàng vỗ lên vai anh, mang đến cho anh một ánh mắt cổ vũ, Lục Tân thậm chí có một loại cảm giác xúc động xưa nay chưa từng có, thật giống như là sự nỗ lực từ trước đến nay của bản thân. Cuối cùng cũng đã có được sự khẳng định từ người khác, bản thân anh vẫn luôn không có cách nào đi kể lể với người khác vì nỗi khổ và mê mang của mình. Cuối cùng cũng có thể gặp được một người có thể hiểu thấu tất cả những điều ấy, hơn nữa còn cười cười cùng mình thảo luận nữa. Giờ khắc này, đôi mắt của anh có hơi ươn ướt. Các vị, ngay vào lúc này, tôi mời mọi người đến đây, những lời muốn nói cũng chỉ có như vậy mà thôi. Mà vào thời điểm Lục Tân đang cảm động và không khống chế được mà rơi vào trong suy tư, giáo sư Bạch một lần nữa quay trở về bục giảng. Ngẩng đầu nhìn về phía mọi người bên trong giảng đường, ông ta nhẹ nhàng gật đầu, nói, tôi cũng biết rằng, những việc này có lẽ sẽ làm cho mọi người cảm thấy khủng hoảng nhất định, hoặc là mơ hồ, hoặc là tự hoài nghi về giá trị của bản thân mình. Nhưng tôi rất hy vọng mọi người có thể nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, tìm kiếm chân lý ở bên dưới mặt trăng đỏ. Vị nghiên cứu viên thiên tài kia có để lại ba lời tiên đoán, rằng thần sẽ không bỏ qua cho những con người còn dư lại. Đó là bởi vì một số thay đổi một khi đã bắt đầu, thì chắc chắn không thể nào dừng lại hoàn toàn. Cũng giống như bão lớn sẽ không vì lời cầu nguyện của mấy con kiến mà thay đổi hướng chảy của bản thân nó. Thế nhưng tôi càng mong muốn mọi người có thể hiểu được, vào thời điểm trước khi bão lớn đến nhà, chúng ta tuyệt đối sẽ không thể buông xuôi hy vọng, chấp nhận số phận, cho dù chỉ là một giây. Tôi tin tưởng rằng thế giới vặn vẹo bên dưới trăng đỏ của chúng ta nhất định có thể nghênh đón hy vọng cuối cùng. Vì thế, chúng ta đều cam tâm dâng ra tất cả. Nói xong hết những lời đó, ông ta nhẹ nhàng khép giáo trình nằm trên bục giảng của mình lại. Sau đó, ông ta quay đầu, liếc mắt nhìn Lục Tân một cái, nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi xoay người, chậm rãi đi ra khỏi giảng đường. Mãi cho đến khi bóng hình của ông ta hoàn toàn biến ở đằng sau cánh cửa phòng, bên trong giảng đường xôn xao kia, mới bỗng nhiên có người hiểu ra điều gì, có chút kích động mà đứng lên, hướng về phía cửa ra vào của giảng đường, nhẹ nhàng khom mình một cái. Chợt càng có nhiều người hiểu ra gì đó, sôi nổi đứng dậy, khom lưng về phía cửa ra vào giảng đường. Cho dù là những thứ mà ông ta nhắc đến đều làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực, cho dù ông ta chỉ ra một số vấn đề bản chất cơ bản nhất, thế nhưng nhóm nghiên cứu viên đứng đây đều hiểu được, khóa học vừa mới diễn ra đây thôi, đã chia sẻ ra nội dung có giá trị như thế nào. Lặng lặng, lặng lặng, bên trong những người đang khom lưng, Lục Tân cũng bỗng nhiên phản ứng lại. Anh đứng lên thật mạnh, thế nhưng lại không hề khom lưng, mà là trong đầu luôn không ngừng hồi tưởng lại những lời mà lúc nãy giáo sư Bạch vừa mới nói với bản thân.
hồi tưởng lại thần thái của ông ta khi nói với mình những lời đó, cùng với ánh mắt ấm áp tràn ngập sự tán thưởng khi ông ta nhìn mình nữa. Giáo sư Bạch, anh bỗng nhiên run rẩy mở miệng, giáo sư Bạch ngày thường, có hút thuốc không? Giọng nói của anh tương đối vang dội, ngay lập tức hấp dẫn rất nhiều người, mọi người đều có chút mơ hồ mà nhìn anh. Hút. Có người kịp phản ứng lại, là Hàn Băng, nhanh chóng nhìn Lục Tân trả lời, thỉnh thoảng ông ấy cũng có dùng loại tẩu gà được chế tạo từ sợi khói đặc biệt. Không, không phải cái tẩu thuốc đâu. Lục Tân vội la lên, chính là cái loại thuốc lá vô cùng bình thường, giá rất rẻ này. Biểu cảm sốt ruột của anh, còn có những vấn đề mà anh đặt ra, khiến cho rất nhiều người rơi vào mê mang. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí. truyệnđọcviệt.com. Chương 1334, Bí mật của khóa học này hay. Không ít người theo đó mà lắc đầu, vậy thì không đâu. Phong cách sinh hoạt của giáo sư Bạch vẫn luôn cực kỳ chú ý. Lục Tân đã có được đáp án. Sau đó anh cũng đã lập tức hiểu ra, nếu như là giáo sư Bạch tuyệt đối sẽ không hút loại thuốc lá rẻ tiền như thế. Vậy thì, vừa rồi khi ông ta đến gần bản thân mình, cười cười chụp lấy bả vai của mình, mùi hương thuốc lá rẻ tiền mãnh liệt lại quen thuộc tột cùng kia, là chuyện gì đã xảy ra vậy chứ? Ánh mắt quen thuộc của ông ta, còn có những lời cổ vũ kia, lại là như thế nào đây? Soạt! Ở trong ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh, Lục Tân bỗng nhiên giống như là bị điện giật vậy. Thân thể đột nhiên trở nên vặn vẹo một cách dị thường, giống như quỷ mị mà chạy trốn về phía cửa ra vào của giảng đường. Em gái không có ở bên cạnh anh cũng không có thời gian chờ em gái xuất hiện, nhưng bởi vì trong lòng anh đang vô cùng sốt ruột. Bởi vậy tốc độ của anh so với lúc được em gái trợ giúp thường ngày còn nhanh hơn, trong nháy. Mắt đã đi ra khỏi giảng đường. Anh hiện lên ở trước mặt Hoa Hoa, thân hình lẻn đến vách tường bên cạnh tòa kiến trúc, liên tục đạp cước. Giống như một con nhện mà băng qua phòng ở của một số bạn học, trực tiếp đi tới chỗ cửa của học viện, xa xa nhìn về phía vị trí cổng lớn của bệnh viện. Anh nhìn thấy, giáo sư Bạch đang ngồi ở ven một bồn hoa, nhẹ nhàng đấm đánh vào đầu mình. Cùng lúc đó, bên ngoài cửa lớn của học viện, đang có một chiếc xe, thong thả cất bước, rẽ vào bên trong một ngõ nhỏ. Bạch bạch bạch. Lục Tân nhảy từ phía trên kiến trúc cao tầng xuống, đồng thời khi hai chân chạm đất, cùng với hai tay hỗ trợ, nhanh chóng lao ra phía trước. Trước khi người thủ vệ cầm súng còn chưa kịp phản ứng lại thì đã xông ra ngoài, nhảy đến bên cạnh vách tường bên cạnh tháp đồng hồ. Thế nhưng ở bên trong trống không, chỉ là một con đường vắng, cái gì cũng không có. Vừa rồi rõ ràng có một chiếc xe mới chạy vào đây, hiện giờ cũng đã đi mất, nửa cái bóng dáng cũng không thấy nữa. Lục Tân ngây ngốc nhìn vào trong cái ngõ nhỏ này một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi đi xuống dưới. Ở trong ánh mắt của người thủ vệ đang cầm súng, ông ta có chút uể oải, lại có chút mê mang mà quay trở về học viện. Anh đi tới bên cạnh của giáo sư Bạch. Giáo sư Bạch vào lúc này thoạt nhìn dường như rất thống khổ, nhẹ nhàng đấm vào cái trán một cái, bàn tay cũng đang không ngừng run rẩy. Tơ máu ở trong đôi mắt của ông ta dường như càng nhiều, nhưng vừa rồi sự sắc bén khi ông ta giảng bài cũng đã biến mất không thấy, đứng ở bên cạnh ông ta. Lục Tân thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh tinh thần của ông ta vô cùng hỗn loạn, lung ta lung tung, đang chậm chậm trở nên bình ổn hơn. Ông đã nhận ra Lục Tân đi đến bên cạnh mình, ông ta hơi hơi ngẩng đầu, thanh âm nghẹn ngào, cậu đã nhận ra. Lục Tân có chút hoảng hốt, một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu một cái, nói, người vừa rồi giảng bài, xác thật, là ông ấy. Đúng vậy. Giáo sư Bạch dùng sức lung lay cái đầu một chút, đầu tóc ngày thường vốn luôn gọn gàng ngay ngắn giờ phút này cũng có chút lộn xộn. Trong giọng nói của ông ta dường như còn ẩn chứa sự khiếp sợ không cách nào hình dung. Nghiên cứu viên trốn chạy khỏi viện nghiên cứu Nguyệt Thực, cũng là viện trưởng của trại trẻ mồ côi Mặt Trăng Đỏ, ông Vương Cảnh Vân, tôi cũng không thể ngờ tới. Ông ta lại bỗng nhiên đi tới Thanh Cảng, trực tiếp đi tới văn phòng của tôi, nói hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm nói triết học triết lý, muốn thay tôi giảng lớp học này. Mà tôi, mặc dù tôi cũng đã chuẩn bị rất nhiều cho việc đối mặt với những tình huống khẩn cấp, thế nhưng vẫn không thể nào đưa ra lời từ chối được.
Cho dù bản thân mình đã đoán được, nhưng khi nghe thấy giáo sư Bạch thừa nhận, trong lòng Lục Tân vẫn nhanh chóng trầm hẳn xuống. Đúng vậy, nếu như không phải là ông viện trưởng, trên người làm sao có thể có mùi thuốc lá rẻ tiền nồng nặc đến như vậy được? Nếu như không phải là ông viện trưởng, làm sao lại có thể nói ra được những lời như thế? Làm sao có thể chỉ đạo cho mình sâu sắc đến như vậy được? Nếu như không phải là ông viện trưởng, vậy làm sao lại dùng ánh mắt như thế để nhìn bản thân mình chứ? Thế nhưng, vì cớ gì mà ông ta đột nhiên lại xuất hiện ở Thanh Cảng chứ? Chỉ là để cho bản thân mình chùm chìa khóa này thôi sao? Cùng thời gian, một chiếc xe Jeep trông vô cùng bình thường, đang bon bon phía trên khu vực hoang dã của Thanh Cảng, theo con đường nhỏ, an tĩnh mà đi về phía trước. Người lái xe là một người phụ nữ có hình xăm kín mình, mặc một bộ đồ khá hở, nhưng trên phần eo lại có một vòng vết sẹo vô cùng dữ tợn ở phía sau của cô ta. Có một ông lão đang mặc một bộ đồ Tôn Trung Sơn ngồi ở trên ghế sau, ông ta nhẹ nhàng xoa xoa giữa trán, chậm rãi lấy ra một điếu thuốc lá. Đừng có hút, người phụ nữ bỗng nhiên dùng lực đánh lái một cái, phẫn nộ nói, mùi hương rất nồng, ông không biết sao. Ông lão hơi giật mình, sau đó cười cười thu điếu thuốc lá lại, cẩn thận thả vào trong hộp. Thế nhưng loại nhường nhịn này của ông ta lại không có cách nào khiến cho người phụ nữ kia cảm thấy vui vẻ một chút nào. Ngược lại còn xuất hiện loại cảm giác càng bực tức, hung hăng nhìn về phía kính chiếu hậu, cắn chặt răng mà nói, ông chạy một quãng đường xa như vậy để đến đây. Ở dưới tình huống có không biết bao nhiêu là người, thậm chí là không biết bao nhiêu quái vật đang tìm kiếm ông. Vậy mà ông vẫn không tiếc mạo hiểm việc bị người khác phát hiện ra thân phận, cũng phải tự mình chạy tới đây, cho anh ta một chiếc chìa khóa mở đường sao. Trên khuôn mặt của ông lão lộ ra nét cười an bình. Một lát sau, ông ta mới nhẹ giọng nói, đáng giá, ông... Cảm xúc của người phụ nữ như muốn bùng nổ mất, hung hăng nói, ông sợ cậu ta không thể thông qua được lần thí luyện tiếp theo đến như vậy sao? Ông lão trầm mặc nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ xe, nhìn ra phía không trung của Thanh Cảng, nói, cậu ta và các người không hề giống nhau, thật sự là như thế. Có thể gánh trên lưng gánh nặng đến như thế mà vẫn có thể sống sót đến tận bây giờ, quá không dễ dàng. Cho nên trước khi bắt đầu thí luyện, tôi đã khai mở cho cậu ta một con đường, nói rõ phương hướng, đó cũng là thứ mà cậu ta đáng được có. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1335, Sức Mạnh Tinh Thần Từ Trên Trời Giáng Xuống 1. Đồng chí đơn binh, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Giáo sư Bạch ông không sao chứ? Đang lúc Lục Tân và giáo sư Bạch đã xác nhận lại mọi chuyện, sau đó mỗi người mang tâm trạng không giống nhau mà đứng ở bên cạnh bồn hoa nhìn nhau không nói gì, thì chợt nghe thấy chiếc bước chân vang lên ở đằng xa, chính là những người khác ở trong giảng đường đã phát hiện ra điều bất thường nên mới đuổi theo đến đây. Bích Hổ và chó trông cửa chạy ở phía trước, mà theo sau đó là Oa Oa cũng đang nhẹ nhàng bay đến bên cạnh người Lục Tân. Chạy ở đằng sau nữa là đám nghiên cứu viên đang chạy đến mức mồ hôi đầy đầu, tay tê chân mềm, mặt mày biến sắc. Bạch, 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 cùng với đó là tiếng chạy cực kỳ nặng, chính là tiểu đội vũ trang sau khi biết được điều dị thường mới chạy đến. Bản thân của đám nghiên cứu viên này, hay là những người có năng lực của Thanh Cảng cũng đều là những người thông minh. Vừa rồi bọn họ cũng chỉ là bởi vì đột nhiên phải tiếp thu những quan điểm khiến người ta kinh ngạc, theo bản năng mà rơi vào bên trong suy tư. Thật sự không có tinh lực đi quan tâm đến những chi tiết nhỏ khác, nhưng qua thời gian dài một chút, bọn họ đã ý thức được rất nhiều điểm kỳ lạ. Ví dụ như vì sao ngày hôm nay giáo sư Bạch lại giảng giải một loạt những vấn đề không hề tương đồng với lý luận ngày thường của ông ta. Lại ví dụ như, từ khi nào mà giáo sư Bạch lại nghiên cứu ra những vấn đề như thế này? Hơn nữa từ những câu dò hỏi của Lục Tân cùng với biểu hiện sốt ruột tột độ của anh. Dù chỉ là đoán, bọn họ cũng đã có thể đoán được đại khái sự thật rồi, sau đó cũng kịp thời điều phối tiểu đội vũ trang đến đây. Phản ứng như thế này đã có thể nói là cực nhanh, có điều nhìn tình hình trước mắt khi bọn họ chạy đến đây, có lẽ vẫn không thể giúp được gì cả. Hô, nhìn thấy nhiều người chạy đến đây chứ thế, cả đám người ai nấy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khủng hoảng. Đặc biệt là Oa Oa, cô bé không chỉ đuổi theo đến đây,
thậm chí trên khuôn mặt nhỏ kia còn lộ ra biểu cảm như có chút áy náy. Dường như là đang trách cứ chính bản thân mình, vì cớ gì mà không phát hiện ra chuyện này sớm hơn nữa. Giáo sư Bạch thở ra một hơi thật dài, xoa mạnh khuôn mặt của mình một cái, sau đó nương theo sự giúp đỡ của người bên cạnh mà đứng dậy, cười nói, không có sao đâu. Giáo sư Bạch, có người trong lòng phát run, thấp giọng nói, người vừa rồi giảng bài cho chúng tôi chính là... Là tôi. Giáo sư Bạch trầm giọng trả lời, một mực chắc chắn. À, những người xung quanh ngay lập tức có vẻ hỗn loạn, so với khi nghe ông ta nói là người khác còn bất ngờ hơn. Ngay cả Lục Tân cũng hơi hơi bừng tỉnh, nhìn thoáng qua về phía ông ta. Không cần lo lắng, vừa rồi cũng không có gì đâu. Giáo sư Bạch không giấu vết và liếc mắt nhìn nhau với Lục Tân một cái, trao đổi ý kiến một chút, sau đó mới nhẹ nhàng nâng tay lên, ý bảo mọi người không cần kinh hoàng. Cười nói, mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ về mấy vấn đề này quá sâu, vừa rồi lại kích động quá mức, cao huyết áp thiếu chút nữa mắc phải. Đồng chí đơn binh chính là người đã nghe thấy tiếng nhịp tim của tôi không hợp lý, cho nên mới vội vàng chạy theo tôi đến đây thôi. Ai ra, mọi người nghe vậy, vội vàng tiến lên xem xét. Giáo sư Bì Tư Văn, một trong sáu người của Thanh Cảng mang vẻ mặt kinh ngạc, mấy ngày hôm trước không phải vừa mới kiểm tra sức khỏe rồi hay sao? Ai, cũng đã nhắc nhở ông đừng có hút thuốc rồi cơ mà. Vừa nói còn vừa làm ra vẻ mặt phẫn nộ, nói với những người khác, sau này mấy người phải chăm chú nhìn ông ta một chút. Nếu như ông ta dám động vào tẩu một lần nữa thì phải đánh gãy tay ông ta đi. Chuyện này, giáo sư Bạch rõ ràng trở nên lắp bắp kinh hãi, không ngờ tới biến hóa này. Nhưng dưới ánh nhìn lo lắng của những người đứng xung quanh, môi ông ta mấp máy hai cái, cuối cùng lại cũng không thể đưa ra lời phản bác. Lục Tân đứng ở bên cạnh nhìn, cũng hiểu rõ vì sao mà giáo sư Bạch lại muốn nói như thế. Hoặc cũng có lẽ là, những nhà nghiên cứu và nhóm người có năng lực đứng đây, cũng đã đoán được điều gì đó rồi, chỉ là bọn họ đã thống nhất rằng không nên để lộ ra. Bởi vì những gì xảy ra ở hiện tại đã làm cho người ta không thể tưởng tượng ra được rồi. Thanh Cảng hiện giờ đã là một trong 12 thành phố cao tường liên minh, thực lực chỉ đứng ở đằng sau sự tồn tại của chủ thành mà thôi. Thậm chí ngay cả là thành phố trung tâm, về phương diện xử lý ô nhiễm cũng không có được xúc giác nhanh nhạy giống như là Thanh Cảng để phản ứng lại thật nhanh được. Dù sao thì thành phố trung tâm cũng không có lãnh chúa tinh thần, bọn họ sử dụng một phương pháp khác gần như thế để trị an thành phố. Mà giáo sư Bạch là chuyên gia đứng đầu lĩnh vực tinh thần biến của Thanh Cảng, lại là thủ lĩnh của bộ phận thông quan đặc biệt Thanh Cảng, kết quả một nhân vật như thế. Lại ở trong chính thành của Thanh Cảng, hơn nữa còn là trước mặt không biết bao nhiêu nghiên cứu viên và người có năng lực của Thanh Cảng, bị nhân vật thần bí nào đó đến từ bên ngoài ảnh hưởng. Nếu như chuyện này bị truyền ra bên ngoài, vậy chuyện này đối với Thanh Cảng, hay thậm chí là đối với những địa phương được Thanh Cảng bao trùm ảnh hưởng mà nói, sẽ là sự đả kích lớn đến thế nào? Cho dù là những người ở đây, bọn họ rõ ràng có thể đoán được, nhưng trong lòng ai cũng không muốn tin tưởng điều này. Chuyện này vốn dĩ là không hợp lý. Trên thế giới này ở đâu có một người như thế chứ? Một người có thể nghênh ngang tiến vào trong Thanh Cảng, lại làm chút điều gì đối với chuyên gia của bọn họ? Cho nên, giáo sư Bạch trực tiếp phủ nhận chuyện này. Ngược lại cũng không phải vì ông ta ham muốn gì công lao của buổi giảng ngày hôm nay. Đương nhiên, bởi vì chuyện này mà ông ta bị cấm cầm vào thuốc nữa vẫn là điều mà ông ta không nghĩ tới. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1336, Sức Mạnh Tinh Thần Từ Trên Trời Giáng Xuống 2. Khụ, mọi người cũng không cần quá khẩn trương. Bất đắc dĩ thở ra một tiếng, giáo sư Bạch mới nhẹ nhàng khụ một tiếng, hấp dẫn sức chú ý của mọi người. Đón nhận ánh mắt phức tạp của mọi người, sắc mặt của ông ta cũng trở nên ngưng trọng và nghiêm túc xưa nay chưa từng có. Những thứ được nói đến trong buổi huấn luyện ban nãy, mọi người cũng đã đều nghe thấy rồi. Hãy mau chóng phân tích và trau chuốt chúng. Đi, những việc mà chúng ta phải làm, thật sự quá nhiều. Vừa nghe thấy những lời này, những người xung quanh lại ngay lập tức cảm thấy lo lắng hơn. Có người nghĩ tới nội dung vừa được nghe trong buổi huấn luyện lúc nãy, vẻ mặt ngay tức khắc trở nên trầm trọng.
cũng có người rõ ràng đã đoán được người mới vừa rồi giảng bài cũng không nhất định là giáo sư Bạch. Thế nhưng vẫn theo bản năng mà hỏi ông ta, giáo sư Bạch, những thứ mà ông vừa mới nói kia, chúng tôi vẫn còn có rất nhiều không rõ. Tôi cũng còn rất nhiều điều chưa rõ nữa. Giáo sư Bạch thản nhiên nhìn thoáng qua gã ta, dẫn tới trong lòng những người xung quanh đều cả kinh. Sau đó ông ta mới thở dài, nói, thế nhưng làm rõ những việc, những thứ này, còn không phải là công việc của chúng ta hay sao? Huống hồ, ông ta dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nhẹ giọng nói, trong giai đoạn mơ hồ như hiện nay, đã có người, đã có phương hướng rõ ràng. Chẳng lẽ chúng ta còn phải lo lắng không thể tìm được đáp án hay sao? Hiện tại, tôi chính thức tuyên bố. Giọng nói của ông ta hơi hơi trầm xuống, nói không rõ là nghiêm túc hay là đang biểu đạt sự kiên định trong nội tâm của mình. Chương trình huấn luyện của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là đề tài sẽ được sửa lại, tạm thời không nói về cái gì mà triết học sáo rỗng nữa, cứ dựa theo những gì mà ông ta. Dựa theo những phương hướng mà lúc nãy tôi đã nói với mọi người, mà phải suy tính lý luận cho rõ ràng. Mãi cho đến khi, thanh cảng chúng ta có thể làm cho rõ hình thức đằng sau những điều đó rốt cuộc là gì. Những người có năng lực, nghiên cứu viên, nhóm nhân viên vũ trang, đội bảo mẫu, nhóm vật trang trí, còn có nhóm nhà chính trị của thanh cảng đứng xung quanh đó nghe thấy giáo sư Bạch nói như vậy. Đều hơi hơi ngẩn ra một chút, dần dần từ đường nét có chút mệt mỏi trên khuôn mặt của giáo sư Bạch mà cảm nhận được xúc cảm nào đó. Là một chút xôn xao, sau đó dần dần bình ổn, trong ánh mắt, dường như có thứ gì đó kiên định cực độ xuất hiện. Ngay cả Lục Tân đứng ở bên cạnh vốn đang rơi vào trong cảm xúc hỗn độn, cũng hơi hơi ngẩng đầu lên. Anh thậm chí còn cảm nhận được, theo những lời mà giáo sư Bạch nói ra, không chỉ khiến cho sự chú ý của mọi người tập trung lại đây, mà còn có một thứ gì đó chợt xuất hiện chú ý vào đây. Ầm ầm, trong thoáng chốc này, bên trong lỗ tai của mọi người, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng vang lớn. Vào giờ khắc này, chỉ cảm thấy rung chấn cực đại như trời đất cũng đang trở nên quay cuồng, sức mạnh tinh thần dao động cực độ. Trong nháy mắt áp xuống từ trên đỉnh đầu của bọn họ, cảm giác giống như là có tháp nước đang đổ xuống ở trên đầu bọn họ, trong đầu xuất hiện những ảo giác vô tận. Cũng vào lúc ấy, oa oa bay cao lên mấy chục mét, cây dù trong tay cô bé chậm chậm vung lên cao. Có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, cây dù với những đường cong trơn nhẵn trong tay oa oa kia vậy mà lại bị ép ra mấy chỗ hõm thật sâu. Dường như đang có sức mạnh to lớn nào đó, trong khoảnh khắc này đang đáp ở trên mặt dù vậy. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì rồi? Có rất nhiều nghiên cứu viên đều cảm thấy kinh hãi, một hồi lâu sau mới khôi phục sự thanh tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại. Mà đám người có năng lực đứng bên cạnh đó, vốn đã sớm phản ứng lại rồi. Thân hình đã theo bản năng mà phân tán ra các bên. Từng người đã chuẩn bị xong tư thế chiến đấu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Lục Tân cũng đang ở trong tư thế nhìn lên trên trời như thế, trên khuôn mặt anh còn có sự kinh ngạc rõ ràng. Vừa rồi, anh cũng cảm nhận được sự xuất hiện của loại sức mạnh tinh thần kia ở trên bầu trời, đột nhiên dưới tình huống không kịp phòng ngừa, cảm giác giống như đang dưng mà bị đột kích vậy. Nhưng có điều cũng chỉ trong nháy mắt đó thôi. Cảm giác không ổn và những tạp âm giao nhau đã nhanh chóng biến mất. Ngẩng đầu lên nhìn lại, bèn nhìn thấy được cảnh tượng khó có thể nào quên. Ở trên trời, từ góc độ này của bọn họ nhìn lại, ở khu vực phía nam chênh chếch bầu trời, anh vậy mà lại nhìn thấy một đôi mắt. Kia quả thật là một đôi mắt, cứ đột ngột, quỷ dị như thế mà xuất hiện ở trên không trung. Mỗi một con mắt đều to lớn đến vô cùng, có đồng tử rõ ràng, cùng với thủy tinh thể như đang phản chiếu hàng ngàn ngọn đèn dầu vậy. Cũng chỉ có đôi mắt này đột nhiên xuất hiện ở trên không trung, không hề nhìn thấy những ngũ quan khác. Thoạt nhìn, thật giống như là không trung bỗng nhiên mở mắt, đang nhìn về thanh cảng phía bên dưới này. Đúng là khi đôi mắt này bắt đầu nhìn xuống dưới, mới dẫn đến loại áp lực sức mạnh tinh thần đột nhiên đè nặng lên mọi người thế này. Tuy rằng đối với anh mà nói, đôi mắt này cũng chỉ là chợt lóe lên rồi biến mất thôi. Thế nhưng loại cảm giác kinh ngạc và quái dị đến mức không thể hình dung được kia lại khắc thật sâu vào bên trong đầu óc của anh. Chẳng lẽ là tố chất thân thể của nhóm nghiên cứu viên so với mọi người thì thấp hơn chút đỉnh, là nhóm người cuối cùng tỉnh táo lại. Mà cũng vào lúc bọn họ tỉnh táo lại kia, nhóm nghiên cứu viên cấp cao của thanh cảng cũng đã đồng loạt nghĩ đến thứ gì đó đầu tiên.
Cùng lúc đó cũng hướng ánh mắt nhìn về phía giáo sư Bạch bên này, trong ánh mắt có sự lo lắng vô tận, cũng có sắc thái nghi vấn đến vô hạn. Đúng vậy, mãi qua một hồi lâu sau giáo sư Bạch mới đặt tay lên trái tim mình, chậm rãi gật gật đầu. Ông ta giống như là đang trả lời cho câu hỏi của mọi người, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Lục Tân, dường như là đang cố ý nói cho anh nghe vậy. Nếu như tôi không có đoán lầm, vậy đó chính là cặp mắt trên không trung của Thanh Cảng, vừa mới kéo gần thêm một khoảng cách nhất định với Thanh Cảng. Các ban ngành của Thanh Cảng ngay lập tức cuống cuồng lên, các thể loại kiểm tra đo lường các góc độ cũng bắt đầu được tiến hành. Oa Oa cũng bị tiểu đội bảo mẫu đưa lên tầng thượng của tòa cao tầng vẫn còn chưa được hoàn chỉnh bên cạnh tổng bộ của Thanh Cảng. Một người cũng bị bọn họ đưa đi cùng là Lục Tân. Cũng đúng vào lúc này, Lục Tân mới biết được chuyện trên không trung của Thanh Cảng đã phát hiện một đôi mắt. Anh có thể cảm nhận được rất rõ ràng, khi đám người giáo sư Bạch giảng giải cho anh về vấn đề này, bọn họ hy vọng đến mức nào. Dường như là đang hy vọng bản thân anh có thể dựa vào một cái liếc mắt chớp mắt ngắn ngủi lúc nãy, mà phát hiện manh mối gì đó có giá trị, giúp đỡ cho bọn họ trong việc giải thích hiện tượng đó. Có điều, nhìn thoáng qua không trung không còn gì cả của hiện tại. Lục Tân cũng cảm thấy cực kỳ quái lạ. Hiện tại, ngay cả anh cũng không nhìn thấy gì nữa cả. Chỉ có thể cảm nhận được, sức mạnh tinh thần của Thanh Cảng, dường như càng lúc càng trở nên áp lực hơn. Dường như chính là cặp mắt kia mới xuất hiện, rồi sau đó lại biến mất. Khiến cho loại áp lực này hạ xuống ở trong không trung của Thanh Cảng, đè ở trên đỉnh đầu của mọi người. Vậy nên, đó rốt cuộc là thứ gì chứ? Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1337, đi ra ngoài cùng với mẹ một. Con mắt kia rốt cuộc là thứ gì chứ? Chuyện về đôi mắt kia, Lục Tân không có cách nào mang đến cho Thanh Cảng manh mối nào hữu dụng cả. Chỉ có thể tận chức tận trách mà ở lại bên cạnh đám nhân viên nghiên cứu và Oa Oa, đợi ở trên tầng thượng của tòa nhà còn chưa được hoàn thành này. Lặng lặng nhìn những kiểm tra đo lường của bọn họ đối với những phóng xạ vừa xuất hiện trong buổi chiều nay. Đồng thời có chút đề phòng, cặp mắt kia có thể lại xuất hiện ở trên không trung của Thanh Cảng một lần nữa hay là không. Thế nhưng sau khi đã canh giữ ở trên tầng thượng này chừng 7-8 tiếng đồng hồ, hiển nhiên trời đã vào đêm, các phương diện kiểm tra đo lường đều đã được làm đầy đủ rồi. Cặp mắt kia lại cũng vẫn không hề xuất hiện lại một lần nào nữa, cho dù là kết quả kiểm tra đo lường mới nhất, cũng đều tương tự với những kết quả kiểm tra đo lường trước đó của Thanh Cảng. Rơi vào đường cùng, Lục Tân thuận lý thành chương ăn một suất cơm công tác, đi suốt đêm về nhà ở thành phố vệ tinh số 2. Lớp huấn luyện vẫn còn được tiếp tục, nhưng Lục Tân lại yêu cầu được quay trở về trước một chút. Ngày hôm nay thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện. Anh bắt buộc phải quay về tìm người nhà mình, đặc biệt là mẹ anh, thương lượng cho kỹ càng một chút. Có điều Lục Tân thực sự rất có trách nhiệm, sau khi gặp được mẹ mình, chuyện đầu tiên hỏi đến chính là về cặp mắt thần bí kia. Anh đã sớm nhìn ra rồi, đối với một vài sự kiện thần bí, sự hiểu biết của mẹ so với anh còn sâu sắc hơn nhiều. Mẹ cũng không biết, vượt ngoài dự kiến của Lục Tân, mẹ anh hơi lắc đầu nhẹ một cái, đưa ra một đáp án. Chuyện này, Lục Tân ít nhiều khi nghe được đáp án này cũng cảm thấy rất bất ngờ, hơn nữa không biết có nên tin tưởng những lời mẹ mình nói hay không. Mẹ, thực sự là không biết. Mẹ anh cười nói, con cũng biết rồi, mẹ chưa bao giờ dối gạt con. Có rất nhiều sức mạnh tinh thần thuộc hệ thiên nhiên có thuộc tính ngụy trang cao cấp, hơn nữa những người bạn cũ trong quá khứ nào đó trở lại. Hoặc là người nào đó từ không gian nào lén nhìn trộm thế giới này, mà bởi vì những mặt bất đồng, hiện tại hình thái cũng hoàn toàn không nhất định nhất trí so với trước kia. Cho nên mẹ thực sự không có cách nào mà chỉ cần liếc mắt thoáng qua một cái, đã đoán ra thân phận thật sự của nó. Trừ khi có thể tới gần nó cảm nhận thử một chút. Lục Tân thấy nao nao, vội nói, mẹ có thể cảm nhận được. Đương nhiên là có thể. Mẹ anh cười nói, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, phương hướng mà đôi mắt kia từng xuất hiện. Nói, chỉ cần chúng ta nghĩ cách tới gần nó, cảm nhận được nó, vậy sẽ có thể biết được thân phận của nó có muốn trốn cũng trốn không nổi. Vậy, Lục Tân ôm hy vọng, nhìn về phía mẹ mình.
Thế nhưng mẹ thực sự không dám đi cho lắm. Mẹ anh cười cười lắc đầu, sau đó ở dưới ánh mắt kinh ngạc của Lục Tân, bà ấy khe khẽ thở dài, nói, cũng giống như lúc trước ở thành phố Hòa Trung. Mẹ đã có thể thiết lập bẫy dập cho người khác, hố được nó một lần, người khác vì sao lại không thể thiết lập bẫy dập hấp dẫn chúng ta qua bên đó chứ? Nói dứt lời, bà ấy nhẹ nhàng thở dài, nói, hiện tại, kẻ thù và đối thủ của chúng ta thực sự là không ít đâu. Hừng! Nhìn dáng vẻ thấp giọng thở dài tiếc nuối của bà ấy, Lục Tân thậm chí nhất thời không thể phân biệt được là bà ấy đang nói thật hay là nói dối. Bà ấy thực sự lo lắng cứ mạo muội mà đi qua đó như thế, sẽ trúng phải bẫy dập của người khác sao? Nói cách khác, mẹ anh thực sự đang lo lắng rằng đã có một số sức mạnh đáng sợ đang theo dõi người một nhà của anh hay sao? Nói dứt lời, anh cũng theo bản năng mà xoay người, nhìn về phía trên bầu trời. Hạt màu đen trong mắt anh di động một chút, thật sự rất muốn đi lên nhìn xem một chút mà. Chỉ tiếc, với không tới, cho dù là dùng máy bay trực thăng cũng không thể chạm tới. Bởi vì giáo sư Bạch đã từng giải thích qua, cặp mắt kia là đứng ở phía trên của thanh càng. Thứ ở phía trên kia, ở một trình độ nào đó, có thể hiểu là phía trên của phương diện tinh thần, không nhất định có thể dùng phương thức vật lý mà chạm tới. Mặt khác, mặc dù phương thức vật lý cũng có thể, thế nhưng máy bay trực thăng lại cũng không đến đó được. Nếu như phóng lên một quả tên lửa, Lục Tân ôm theo quả tên lửa ấy mà bay lên trời cao, vậy thì quả thực cũng có chút hy vọng. Chỉ là chuyện này không bảo đảm chút nào. Lợi dụng tên lửa kia có thể đi lên rất dễ dàng, vậy nhưng phải đi xuống như thế nào đây? Thế nhưng con cũng không cần lo lắng. Dường như nhìn ra được sự nghi ngờ ở trong lòng của Lục Tân, mẹ anh cười nói, trước khi thứ kia thực sự mở ra, mẹ cũng đã nhìn thấy nó một lần, chỉ là thuận thế liếc mắt nhìn nó một cái. Tuy rằng không thể nào thấy được rõ ràng nó là cái gì, thế nhưng lại có thể cảm nhận được sự sợ hãi và kiêng kỵ của nó. Nói cách khác, hiện tại nó không nhất định là đang tích tụ âm mưu nào đó, có lẽ chỉ là đơn thuần có sự tham lam nhưng lại không dám xuống dưới mà thôi. Nếu như nó đã không muốn xuống dưới, vậy chúng ta cần gì phải cách xa nó chứ? Chỉ cần nhân cơ hội trong khoảng thời gian này, chuẩn bị sẵn sàng cho chính chúng ta là được. Dù sao thì con cũng vừa mới học được một số thứ vô cùng ghê gớm ở khuôn viên đại học, không phải sao? Soạt, Lục Tân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mẹ mình. Từ kiến nghị của mẹ để cho anh hợp tác cùng với Thanh Cảng, thông qua kiểm tra đo lường mà hiểu biết thêm về bản thân, sau đó thì thử nghe về kiến nghị của bọn họ một chút. Sau đó Thanh Cảng lại sắp xếp chương trình học huấn luyện này, rồi lại đến ông viện trưởng nhân cơ hội này mà trực tiếp đi đến trước mặt anh, giảng một số thành quả nghiên cứu của ông ta đối với nhóm nhân viên nghiên cứu và nhóm người có năng lực của Thanh Cảng. Sau đó là tiên đoán về tương lai của thế giới và những phân tích về tình huống mà bản thân mình đang gặp phải. Tất cả những chuyện này đều như nước chảy mây trôi, thuận lý thành chương, một vòng nối tiếp một vòng. Mà mẹ anh lại người đầu tiên đứng ra thúc đẩy chuyện này, cho nên một lát sau, Lục Tân mới nhẹ giọng mở miệng, mẹ biết rằng ông viện trưởng sẽ đến sao? Mẹ đón nhận lấy ánh mắt có chút nghiêm túc của Lục Tân, hơi hơi lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói, mẹ biết vào thời điểm này ông ta có khả năng cung cấp ra một số tư liệu. Dù sao thì lần thí luyện này cũng là do ông ta an bài, trước một đợt kiểm tra lớn như thế này, đưa ra một lớp phụ đạo cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng mẹ cũng không ngờ được là ông ta sẽ đến. Thật ra dù cho có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, ông ta cũng không cần thiết phải đi đến chỗ này một chuyến, cho nên mẹ cũng không có đoán được. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1338, đi ra ngoài cùng với mẹ hai. Nói đến chỗ này, bà ấy nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài. Nếu như mẹ biết trước rằng ông ta sẽ đến, mẹ nhất định sẽ đi cùng con. Sau đó nhân cơ hội lần này, trực tiếp giải quyết ông ta. Lục Tân từ những gì mẹ mình nói mà, nghe ra rằng bà ấy nghiêm túc cùng với sự lạnh lùng thoáng qua. Điều này làm cho anh tin tưởng những gì mẹ nói. Anh rất hiểu mẹ của mình, muốn nói rằng bà ấy có từng nói dối hay là không. Vậy quả thực là quá nhiều. Thế nhưng bà ấy chưa bao giờ mang khuôn mặt nghiêm túc mà nói dối ai cả.
Thời điểm bà ấy nói dối, cũng vẫn mang nụ cười như hồ ly, như rằng sợ người khác không nhìn ra được dáng vẻ nói dối của bà ấy. Con cũng nghĩ như vậy đấy. Ánh mắt của Lục Tân rời khỏi khuôn mặt của mẹ mình, thấp giọng nói. Trong lòng anh, cũng chỉ nghĩ về hai phương diện thôi. Một phương diện là, nếu như anh có thể nhận ra đó là ông viện trưởng sớm một chút, anh tuyệt đối sẽ không để cho ông viện trưởng rời đi. Phương diện còn lại chính là, ngay đến bản thân anh cũng không rõ, ông viện trưởng vì cớ gì mà nhất định phải xuất hiện ở trước mặt của anh, tự mình nói ra những lời đó chứ. Rõ ràng còn có rất nhiều phương pháp, vì cớ gì mà ông ta phải tự mình trực tiếp đi đến trước mặt anh, giảng giải khóa học này cơ chứ. Nghĩ đến vấn đề này, trong lòng Lục Tân tràn đầy sự khổ sở. Cho nên, những chuyện mà ông ta nói, không phải là sự thật đâu đúng không? Lục Tân suy tư thật lâu, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía mẹ mình, không ôm bất cứ một mục đích nào mà dò hỏi. Chuyện này dường như là chuyện nước chảy đá mòn, thuận lý thành trương. Ông viện trưởng là người xấu sao? Đúng vậy, những chuyện mà bản thân ông ta đã làm, thực sự là quá nhiều. Không chỉ có bản thân anh, hoặc cũng có thể nói, bản thân anh là một người nhỏ bé không cần nhắc đến nhất. Những chuyện mà bản thân mình nhìn thấy cho tới nay, cho dù là nằm ở trên người em gái bị đặt lên bàn giải phẫu của anh, hay là nhóc 19 bị đưa cho bên hắc đài bản, hay là nhị hào bị ông ta vứt bỏ, hay hoặc là tính mạng của những người đã bị mất đi trong thứ mà ông ta gọi là kế hoạch. Ông viện trưởng là người duy nhất mà Lục Tân vĩnh viễn không thể giải hòa được. Không, con phải tin tưởng. Nhưng nghênh đón niềm nghi vấn của Lục Tân, mẹ anh lại nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ biết là con rất thù hận ông ta, trong nội tâm cũng chán ghét việc ông ta sắp xếp tất cả mọi thứ cho con như thế. Mẹ anh nhẹ giọng nói, thế nhưng việc kia và việc con sẽ trở thành người như thế nào là hai việc hoàn toàn khác nhau. Con cũng không thể vì những gì mà ông ta nói mà đi thay đổi bản thân mình được. Bởi vì chuyện kia, ở một mức độ nào đó, cũng là đang rơi vào bên trong sự chi phối của đối phương. Cho nên chuyện mà con phải làm, chính là cứ thế đi tiếp đi. Cứ bình tĩnh và kiên định đi tiếp thôi con, cứ đi cho đến một ngày, đi đến trước mặt của ông ta. Nói cho ông ta biết rằng con không vui, con bất mãn, con thống hận. Sau đó, giết chết ông ta. Nghe mẹ nói như thế, Lục Tân rơi vào trầm mặc trong khoảng thời gian rất lâu. Sau đó anh mới gật đầu, trên mặt không có biểu cảm gì cả. Thế nhưng trong ánh mắt lại có thể nhìn ra sự mơ hồ không thể che giấu. Vậy thì, nội hạch tinh thần ở trong lời của ông ta là thứ gì chứ? Qua một hồi lâu sau, Lục Tân mới lại miễn cưỡng nâng cao tinh thần của mình lên một chút, nhẹ giọng đặt câu hỏi với mẹ mình. Trước kia cha anh đã từng giải thích cho anh về nội hạch tinh thần một lần rồi. Thế nhưng tuy rằng anh đã hiểu đại khái về vấn đề này rồi, nhưng lại vẫn thoáng cảm thấy có chút mơ hồ, cách hiểu cũng không được rõ ràng cho lắm. Vấn đề này, mãi một lát sau mẹ anh mới nhẹ giọng nói, so với việc dùng ngôn ngữ để giải thích, chi bằng mẹ dẫn con đi nhìn tận mắt thì hơn. Lục Tân có chút kinh ngạc mà liếc mắt nhìn mẹ mình một cái, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Mẹ nhìn về phía Lục Tân, lộ ra một nụ cười cực kỳ ưu nhã, sau đó xoay người đi vào trong phòng ngủ của mình. Ở trong cái nhìn của Lục Tân, mẹ anh cũng chỉ mở cửa phòng ngủ ra, rồi đi vào. Sau đó cánh cửa phòng ngủ đóng lại, trong giây tiếp theo, cửa cũng đã mở ra. Mẹ anh đã thay một bộ quần áo khác, từ bộ váy dài mang phong cách thoải mái ở nhà trước đó, đổi thành bộ lễ phục ngắn với những đóa bách hợp hoàn hảo thích hợp cho những bữa dạ tiệc. Trên mặt còn đeo một cái kính râm màu cam, dưới chân đeo một đôi giày cao gót, dường như bà còn trang điểm nhẹ, trông dáng vẻ như lập tức muốn ra khỏi cửa. Cầm túi sách lên nắm ở trong tay, bà uyển chuyển nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Lục Tân, hơi nâng cánh tay trái của mình lên. Lục Tân ngẩn ra một chút, mới hiểu được ý định của bà, duỗi tay đặt hờ ở trên khuỷu tay của bà ấy. Lộc cộc. Lúc này, em gái đang ở trên trần nhà nhìn thấy bọn họ chuẩn bị ra ngoài, ngay lập tức bò khỏi vách tường kép, dán lấy trần nhà mà chạy tới. Trong phòng bếp, cha anh đang ngồi ở trên ghế gấp canh nồi áp suất, ông cũng tò mò vươn đầu ra hóng. Nhìn biểu cảm nóng lòng muốn thử của hai người bọn họ, mẹ anh nhíu nhíu mày, nói, đây là đi ra ngoài làm chuyện quan trọng, mọi người cũng đừng có đi theo. Em gái và cha anh vừa nghe thấy thế thì tức khắc trở nên uể oải. Em gái bò lên trên vách tường kép cạnh phòng bếp,
Cha anh căm tức đóng cửa phòng bếp kế dâm một cái. Đi thôi. Mẹ không thèm để ý đến hai người bọn họ, quay đầu nở một nụ cười nhẹ nhàng với anh, kéo lấy cánh tay, cùng nhau đi ra cửa nhà. Đêm khuya tăm tối, đủ những thứ không sạch sẽ nhảy nhót cuồng hoang ở trong tòa nhà cũ, sột sột soạt soạt, một khắc cũng không được an bình. Thế nhưng sau khi mẹ anh đi ra cửa thì, nhíu mày một cái thật chặt. Trong nháy mắt, tất cả những thứ lén lút kia như được xử lý sạch sẽ, nỗ lực lùi lại trong một góc, run bần bật. Đám người kia, dường như khóe miệng của mẹ anh lộ ra nụ cười khinh bỉ tột cùng, nhẹ giọng nói, cũng nên từ bỏ hy vọng đi thôi. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1339, đây chính là nội hạch tinh thần 1. Nội hạch tinh thần, khái niệm của thứ này, Lục Tân đã sớm biết, thậm chí anh còn cảm thấy cũng không có chỗ nào mới mẻ cả. Cho nên anh thật sự không rõ, mẹ anh làm sao lại tự dưng nổi lên suy nghĩ muốn một mình đưa anh đi xem thứ đó, mẹ anh sẽ biểu diễn thứ đó như thế nào cho anh xem đây. Thuận theo khuỷu tay mẹ đưa theo, bọn họ sóng vai đi ra khỏi tòa nhà cũ, lúc này mặt trăng đỏ đang vẽ lên một vòng tròn thật lớn ở trên bầu trời. Là độ lớn xưa nay chưa từng có, giống như đã rơi xuống đỉnh tòa nhà vậy. Lục Tân thậm chí còn có thể cảm nhận được ánh sáng ẩn chứa hơi thở lạnh lẽo từ mặt trăng đỏ kia, cũng bị màu đỏ sẫm kia mê hoặc đến đỏ sẫm đôi mắt. Anh theo bản năng mà nâng một tay lên che mặt, sau đó mới bỗng nhiên phản ứng lại kịp. Hôm nay là sơ tam, ánh trăng không nên tròn vành vạnh đến như vậy, dựa theo khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất, vầng trăng kia cũng không nên gần đến như thế này. Giải thích sơ tam là thượng tuần sơ tam giữ sơ thất, đầu tháng ngày mùng 3, ngày mùng 7, trung tuần thập tam thập bát dương là giữa tháng, vào ngày 13. Ngày 18, hạ tuần chấp nhị giữ chấp thất là vào cuối tháng ngày 22, ngày 27, đó là những ngày được cho là xuất hành hoặc khởi sự đều vất vả, không được việc. Hết giải thích, sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, anh kinh ngạc mà hạ tay mình xuống, sau đó anh đã nhìn thấy, trước tòa nhà cũ kia, nhộn nhịp những người là người. Nói tất cả đều là người, cũng không chính xác, phải nói là vô số người, không thể tính đếm. Này thật là một số lượng người mà chỉ có thể dùng từ vô hạn mới có thể hình dung rõ được. Từng bóng người dính lấy nhau, đứng thành một đám trước mặt của Lục Tân và mẹ anh. Dáng vẻ của đám người này giống nhau như đúc, thật giống như là mấy trăm, mấy ngàn bào thai, xếp thành hàng thẳng tắp. Giống như một con rết khổng lồ, kéo dài từ nơi xa đến đây. Nhưng nếu như cẩn thận quan sát lại, thì sẽ phát hiện thật ra đám người này là từng cá nhân riêng biệt. Bọn họ mặc quần áo giống nhau, dáng vẻ dài ngắn cũng giống nhau, đến nét biến hóa trong biểu cảm trên khuôn mặt cũng giống nhau như cũ. Thế nhưng trong không gian mà anh nhìn thấy trước mắt đây, có rất nhiều đội ngũ riêng lẻ. Mỗi một đội ngũ đều là những cá nhân xếp thành hàng, vô số bản thân người đó xếp thành một con rồng thật dài, lang thang ở khắp mọi nơi trong thành phố này. Đan xen vào trong nhau, dây dưa, giống như là những dòng kẻ vắt chéo vào nhau, sau đó lại chạy về những phương hướng không giống nhau. Có những người vẫn luôn dây dưa vào nhau, cũng có những người nhìn xu hướng như sắp va vào nhau đến nơi. Cũng có những người gắn bó keo sơn, nhưng trong khoảnh khắc tách rời, lại lập tức đi xa, không còn một chút khả năng gặp lại nào cả. Cũng có một số người, rõ ràng là không thuộc một đội ngũ nào cả, thế nhưng lại đóng giữ ở một khu vực trọng yếu, có phân nhánh rõ ràng. Lục Tân không cách nào hình dung được cảnh tượng đang xuất hiện trước đôi mắt của bản thân anh. Nếu như phải miễn cưỡng hình dung một chút, vậy đây chính là một cái camera có chức năng lùi thời gian. Quay chụp ra một đám người trong những thời điểm không giống nhau, nhưng lại chạm phải nhau ở một khoảnh khắc nào đó. Những người được chồng chéo chạm phải nhau trong khoảnh khắc ấy sẽ lại được bỏ vào một khung cảnh. Hỗn loạn, quái dị, thế nhưng dường như lại ẩn chứa một quy luật nào đó cực kỳ rõ ràng, trật tự. Lục Tân nhìn thật lâu, không khỏi nâng cánh tay lên, xoa nhẹ hai mắt của mình một chút, không quen sao. Mẹ anh dừng bước chân lại, cười nhìn về phía Lục Tân. Lục Tân gật gật đầu, trong miệng lưỡi mang theo sự tò mò. Đây là cái gì? Là người. Mẹ anh nhẹ giọng giải thích,
ở những khoảng thời gian không giống nhau, với những lựa chọn khác nhau, có lẽ con cũng có thể hiểu đó là cuộc đời. Lục Tân kia hiểu cái không, nhưng vẫn rất phối hợp mà gật đầu. Đi thôi. Mẹ anh và Lục Tân chậm rãi du tẩu ở trong thành phố tràn ngập những điều cực kỳ quỷ dị này, bước chân mềm nhẹ, như là đang bước chậm. Có đôi khi đi xuyên qua những kẽ hở, cũng có đôi khi đi qua đội ngũ của những người này. Trong tầm nghe và tầm nhìn của Lục Tân cũng sinh ra rất nhiều thứ kỳ quái. Mỗi khi xuyên qua một đội ngũ nào đó, anh sẽ đều nhìn thấy và cảm nhận được những hình ảnh và cảm xúc không giống nhau. Mỗi khi chạm phải một người nào đó, đều sẽ cảm thấy sự sung sướng hay khổ đau trong phút chốc, cảm nhận và thấu hiểu, còn có tầng tầng lớp lớp những ảo giác. Thế nhưng tất cả đều rất ngắn, ngắn đến mức anh còn chưa kịp cảm nhận dư vị, thì đã biến mất. Thứ này không phải ô nhiễm, mà là bản thân đang đón nhận lấy chăng? Thật giống như những giọt nước mưa đang phiêu động ở trong không trung rất bình thường, chính tốc độ di chuyển cao độ của mình khiến cho bản thân đâm phải những giọt nước ấy. Nhưng như này được xem như là đã bị nước xối cho ướt đẫm rồi hay là vẫn đang ở khoảnh khắc chạm vào giọt mưa kia. Mẹ anh giống như là đang đi dạo phố vậy, đi ở trong đám người, cũng bắt bẻ mà nhìn bên trái rồi lại nhìn bên phải, như là đang mua thứ gì đó. Lục Tân cũng không dám hỏi nhiều, tuy rằng sự nghi hoặc trong lòng anh đã tích góp lên rất nhiều. Không biết đã trôi qua bao lâu, mẹ anh cuối cùng cũng nhìn thấy một thứ xem như không tồi đập vào mắt. Nhẹ nhàng dừng lại ở trước một chiếc xe hơi kém phần trang trọng, không mấy nổi bật đỗ ở phía xa, nhìn thấy một người đàn ông bước xuống từ trên xe. Trong tay còn xách theo bao lớn bao nhỏ quà tặng sang quý, xếp vào đội ngũ vô hạn kia, đi về hướng tòa biệt thự ở phía trước. Tìm được rồi, cứ chọn gã đi. Mẹ anh cười cười, nhìn về phía Lục Tân, dường như là đang dò hỏi anh rằng mắt nhìn của bản thân thế nào hả? Người này, Lục Tân đánh giá người đàn ông này. Người có dáng vẻ, hình tượng như thế này ở Thanh Cảng có rất nhiều, anh không thể tìm ra điểm khác biệt nào cả. Còn có thể nhìn kỹ hơn một chút. Mẹ anh mỉm cười, sau đó quay về phía người kia, sau đó nhẹ nhàng giơ tay lên một cái. Xôn xao. Giống như là thanh ấm của vô số cuốn phim nhựa, bỗng nhiên bị đẩy nhanh tốc độ truyền phát hình ảnh vậy, đội ngũ của người đàn ông này nhanh chóng di chuyển. Vô số gã ta bắt đầu không ngừng xuất hiện lên ở trước mặt của Lục Tân, cũng giống như những cảnh tua chậm của phim điện ảnh vậy, cấu thành những động tác liên tục. Lục Tân nhìn thấy được mỗi một cảnh tượng bên trong cuộc đời của gã ta. Anh nhìn thấy người đàn ông này, cầm theo một túi quà tặng sang quý bước vào bên trong tòa biệt thự kia, nói những lời hay ho với một người đàn ông khác có dáng vẻ tương đối cao quý. Cười nịnh nọt, tán thưởng cách lãnh đạo của người đàn ông đó, thể hiện khát vọng nóng bỏng muốn đi theo người đó để học tập của bản thân. Sau đó không chỉ chủ động cầm lấy cây chổi đi quét tước vệ sinh, còn tự mình đi vào trong phòng bếp làm mấy món ăn nhẹ, dùng rượu ngon bản thân mang đến để uống cùng. Các bạn đang nghe chuyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1340, đây chính là nội hạch tinh thần 2. Khi đã tới khuya, gã ta chủ động thu dọn sạch sẽ những đồ làm bếp còn lại, đưa mứt cho người đàn ông kia, sau đó mới lùi lại rời khỏi biệt thự. Chỉ với những hình ảnh này thì thực sự không nhìn ra được điều gì. Mẹ anh cũng hiểu điều đó. Bà lại nhẹ nhàng kích thích thêm một cái, Lục Tân ngay tức khắc thấy được càng nhiều cảnh tượng mà người đàn ông kia đã trải qua. Ông ta là một đứa con trong gia đình trung lưu của Thanh Cảng. Trung lưu đối với những người hạ lưu mà nói, chính là cao tầng, mà đối với những người chân chính là cao tầng mà nói, chính là tầng áp chót. Cho nên gã ta đúng là có ưu thế, thế nhưng ưu thế lại cũng không lớn. Ưu thế trong nhà giúp cho gã có thể đi vào trong trường học, nghiêm túc học tập, lấy được thành tích vô cùng tốt. Sau đó lại thành công tiến vào một doanh nghiệp lớn có thực lực, được làm công việc nghiên cứu mà gã ta tha thiết mơ ước. Thế nhưng bầu không khí không mấy lành mạnh trong phòng nghiên cứu khiến cho gã ta nơi nơi chốn chốn bị ngáng chân. Mấy năm rồi cũng không được thăng tiến, mà gia cảnh có điều kiện không tồi như nhà của gã ta, khi đặt vào nơi này, lại không thể giúp dù chỉ là một chút sức nào cả. Vì thế dường như gã đã bị biến thành người của tầng cuối nhất, phải ra đi. Dần dần, lý tưởng của gã cũng bị bào mòn, hắn cũng trở nên giống với những người xung quanh. Mời đồng nghiệp ăn cơm,
tiến hành đủ loại tấn công không từ thủ đoạn đối với những đối thủ của mình, nịnh hót ở trước mặt lãnh đạo, dẫm đạp lòng tự tôn ở dưới bàn chân mình. Lục Tân nhìn thấy được hơn 10 năm cuộc đời đáng buồn của một người đàn ông. Thậm chí anh còn không khỏi cảm thấy bi ai thay cho người đó. Thế nhưng dường như anh lại không thể đưa ra bất cứ đánh giá nào. Người này đang vì một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai mà thôi, có sai không? Mẹ nhìn ra niềm thương cảm của Lục Tân, khẽ cười cười, lại một lần nữa kích thích hình ảnh của người kia. Vì thế, một đoạn cuộc đời kéo dài như rồng rắn, bắt đầu nhanh chóng trôi qua, đưa một đoạn cuộc đời hoàn toàn khác của người đàn ông ấy đến trước mặt của Lục Tân. Lục Tân nhìn thấy được người đàn ông kia sau khi nói ra một đống những lời nịnh nọt ngán ngẩm. Dự một đống tiệc rượu ở chỗ đồng nghiệp, tặng túi quà sang quý cho ông chủ, giải quyết một trận phân tranh văn phòng trong cuộc. Sống công sở như bùn đất xong, nét tươi cười trên gương mặt gã cũng biến mất, về đến nhà, dùng nước lạnh cọ qua mặt. Giữ cho bản thân được tỉnh táo, đi tới phòng làm việc của gã, sau đó cứ thế từng chút một, thực hiện nghiên cứu của bản thân. Bên cạnh đó, ở trên tập bút ký, là những điều tâm đắc mà gã rút ra được qua những nghiên cứu của mình. Mười mấy năm qua, chưa bao giờ có một phút giây nào lơi lỏng. Lục Tân hơi hơi ngơ ngẩn. Đây chính là nội hạch tinh thần của gã. Mẹ anh nhẹ giọng nói, hoàn cảnh mà gã đang lăn lộn kia, gã ta không thể nào thay đổi được, chỉ có thể hòa nhập. Thế nhưng gã vẫn luôn còn nhớ rõ bản thân gã vì sao lại muốn rơi vào trong tình cảnh này. Cho nên cho dù ở thời khắc nào đi chăng nữa, gã trước sau cũng không hề từ bỏ những chuyện mà bản thân gã nên làm. Lục Tân nghiêm túc nghe lời mẹ mình nói, như đang suy tư gì. Mẹ tiếp tục dẫn theo Lục Tân đi về phía trước một lúc, nhìn thấy một người đang mặc chế phục, đi siêu xe hạng sang. Sau đó bà ấy vừa lòng gật gật đầu, kích thích cuộc đời của gã ta. Lục Tân nhìn thấy được một kẻ linh hoạt lõi đời, không từ thủ đoạn. Đứng ở một vị trí nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, những chuyện xấu phải làm gã ta không làm thiếu một chuyện nào. Tiền nào nên nhận thì sẽ lấy, nên đưa xe thì đưa ngay, những điều mà lãnh đạo giao xuống gã cũng chẳng từ chối một chuyện nào. Khi những người ở phía dưới cầu mong được đi lên, gã cũng suy xét cho họ. Vì thế, từ trên xuống dưới, trong toàn công ty, không có người nào không nói gã tốt, không có người nào không thích gã. Thế nhưng, khi một vụ án tử được đưa lên trên bàn làm việc của gã, gã lại trầm mặc. Kẻ nằm trên hồ sơ vụ án kia là kẻ không bao giờ đáng được tha thứ. Đám người kia cũng đã nhận được đủ tiền rồi, bọn họ chuẩn bị giống như một cái máy móc tinh vi, xóa sạch những văn tự có trên hồ sơ này. Vì thế gã cũng chỉ đành ngậm cười nói được, nhưng ngay sau đó lại phục chế lại hồ sơ, gửi lên bên trên. Trong nhà vợ gã không thể hiểu được, hỏi gã làm sao vậy, có biết hậu quả của chuyện này là gì hay không? Gã thấp giọng trả lời, đời này đúng là không thể làm được người tốt lành gì, nhưng cũng không cần phải hư hoại hoàn toàn đến như thế. Nghe gã nói như thế, mẹ anh quay đầu nhìn Lục Tân mỉm cười, đây cũng là nội hạch tinh thần. Mẹ lại dẫn theo Lục Tân, dạo quanh dọc theo những đội ngũ đan chéo này thật lâu nữa. Cũng dẫn anh đi nhìn những cuộc đời không hề giống nhau, nhìn thấy những con người khác biệt. Trong đó, có cuộc sống ở bên ngoài thành cao, một nơi nổi tiếng là địa điểm tụ tập của những kẻ thù ác. Bọn họ lúc đánh nhau phải đánh đến mức người chết ta sống, cướp bóc những đội buôn hoặc là vào một số thời điểm tụ tập giết người đều không thấy ghê tay. Bởi vì mỗi điểm sinh sống đều giống như nhau, từ lúc còn nhỏ đã phải biểu lộ ra sự hung ác của bản thân, nếu không sẽ chẳng có địa vị gì ở trong nơi mình sống cả. Trong đó có một kẻ cực kỳ hung ác, cũng là như thế. Khi xông vào một điểm tụ tập để cướp bóc lương thực, một mình gã cũng có thể đối đầu với ba người. Thế nhưng khi gã vọt vào trong nhà một người dân, nhìn thấy chỗ gạo ít ỏi còn sót lại dưới đáy lư, cùng với đứa trẻ con đang run rẩy ở góc nhà. Động tác của gã chậm lại, sau đó xoay người rời đi. Ở bên ngoài phòng, có thể nghe được tiếng nói chuyện của gã với những người khác, đi đi đi, nhà này đã nhìn rồi, cái lông cũng không có. Bọn họ nhìn thấy một khu vực đã bị ô nhiễm bao phủ, ở nơi này mọi người đều đã chịu một loại ảnh hưởng từ ô nhiễm tinh thần kỳ dị. Giống như phát điên mà đi công kích lẫn nhau, muốn ăn luôn tất cả những vật còn sống, thế nhưng trong đó có một thể ô nhiễm, trong lồng ngực lại ôm theo một đứa trẻ con.
Khi những thể ô nhiễm khác tấn công về phía cô ấy bèn đặt đứa trẻ ở bên dưới mình để bảo vệ, bất lực mà ngẩng đầu lớn tiếng tru lên. Quá nhiều, quá nhiều, một giai đoạn cuộc đời lần lượt xuất hiện ở trước mặt của Lục Tân. Nếu như so sánh với Trịnh Thể, thì nó thiếu một chút đáng thương, lại vô cùng lóa mắt. Mẹ kéo lấy tay của anh, lặng lặng dẫn anh đi qua thế giới hoang vắng tột độ này, nhẹ giọng nói, hiện tại con đã thấy hiểu chưa? Nội hạch tinh thần chính là một thứ có thể bị hủy diệt bằng nhiều cách, nhưng lại không cách nào bị ô nhiễm được. Các bạn vừa nghe xong tập 134 của bộ truyện Mặt Trăng Đỏ của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ tại Thư viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.